bấm vô. Bây giờ mình sẽ không đi xe máy nữa, mình sẽ mướn cái xe này mình đi cho nó ngầu. Đi xe này đi. Cây 20 ngàn. Chỗ ông chỉ cười á. Chỗ ông chỉ cười á. 10 cây 200 ngàn. Mình đi ra kia cũng có. Mình đi ra kia có tí đường thôi. Không, đi vòng vòng thôi. Bây giờ bớt nó đi bớt kẹp chánh nè. Thôi, bỏ quanh bớt kẹp chánh nè. Ở đây có điểm gì đẹp không? Đây là bỏ bên kia tầm cầu. Dạ. Bãi kia tầm cầu. Ở gần tầm cầu. Từ đây lấy xa. Rồi, đọc đi mấy cây. Chạy xe vô nhà có sò. Ở đây là... Tại vì đó đẹp nhất con đảo. Đi sao? 16 cây. Ra chú đợi bọn con không? Đợi bao lâu? Đợi chứ không đợi lấy xe đâu về. Không bớt xe, bớt em về bỏ. Ý là có thể đợi bao lâu? Vậy em chạy công ty một cái xóa mới nhìn vậy. Đợi được bao lâu chú? Xe đá chung mà. Dạ. Một công ty xe nào của 20 ngàn. Đợi được bao lâu? Đợi là sao? Đợi lúc nào về thì về thôi. Ôi, về để đem đồ bơi theo được không ạ? Ở ngoài có bơi được không chú? Bơi được. Tối rồi bơi gì? Đem đồ bơi ra chụp hình cho tụi ôn với bà chụp hình. Thôi mai đi, xuống bãi biển nhiều sợ chụp đi. Đừng có làm mất thời gian. Sao giờ sao? Xin mời bác. Ở trên đi, ngọn sau kia cho nó dành. Giờ đi thì sao? Mình đi xe. Còn mình